Cha chủ tế quỳ trước bàn thờ, im lặng cầu nguyện. Cả giáo hội ở lặng tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô, im lặng trong tâm hồn, im lặng tràn lan cả cung thánh. Bàn thờ không hoa nến, không trang trí, tất cả chìm đắm trong u sầu, cảm mến. Chúng ta cùng ở lặng cầu nguyện với cha chủ tế. Tuy nhiên, giữa bầu không khí đau thương và thinh lặng đó, một ngọn đèn vẫn cháy sáng, đó là ngọn lửa của niềm tin và hy vọng. Trong khi giáo hội u sầu tưởng niệm cuộc khổ nạn của Thầy Chí Thánh, giáo hội vẫn tràn trề hy vọng và sức sống, vì Đức Kitô đã chết để giáo hội được sống, đã chịu tử nạn để giáo hội được vinh quang. Sự chết ở đây không phải là mất mát, nhưng là hứa hẹn một mùa bội thu. Sự chết đó không phải là vĩnh viễn, nhưng bảo đảm một tái ngộ vinh quang. Vì sự chết của Đức Kitô đã đem lại cho giáo hội niềm tin tưởng và hy vọng bao la. Đại diện cho niềm tin và hy vọng đó của cộng đoàn, vị chủ tế dâng lên Chúa lời cầu nguyện đầy trìu mến. Chúng ta cùng hiệp ý với cha chủ tế. Mời con Luân đứng. Nguyện lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây, xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thanh hoa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaia. Bài đọc này mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu trong hình ảnh người tôi tớ của Thiên Chúa. Người tôi tớ vô tội nhưng chịu đau khổ để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. Này đây, người tôi chung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi chung của ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ của người nữa. Cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? Người tôi chung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng oai phong, đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn nhìn khiến chúng ta ưa thích.
người bị người đời khinh chê ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng nghe mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa gánh họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta nạc nõng như chiên cừu, nang thang như mỗi người một ngã, nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xé lòng, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ thiêu, dòng dõi người ai nào nghĩ tới. Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị gánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nõi dòng, sẽ được trường tồn. Và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ lỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi chung của ta sẽ làm cho muôn dân muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho người muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, người sẽ được chia chiến lợi phẩm. Bởi vì người hiến thân chịu chết đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đó là lời Chúa. Chúa, tôi tìm đến nương tựa Ngài, xin đừng để tôi tủi hổ muôn đời. Vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa tôi phó thác tâm hồn tôi trong tay Chúa. Lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa tôi. Tôi trở nên đồ nhục đối với những người thù, nên cho cười cho khách lân bang.
và mỗi lo sợ cho người quen biết gặp tôi ngoài đường, họ tránh xa tôi. Tôi bị người ta quên không để ý tới, dường như đã chết. Tôi đã trở nên như cái bình bị vỡ tan. Phần tôi lạy Chúa, tôi trông cậy ở Ngài, tôi kêu lên. Ngài là Thiên Chúa của tôi, vẫn mang tôi ở trong tay Ngài. Xin cứu gỡ tôi khỏi tay quân thù và những người bách hại. Xin cho tôi tớ Chúa được thấy lòng nhàn dịu hiền. Xin cứu sống tôi theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chưa vì hay can trường mà anh bao hết thầy chư vị là người cậy trông ở Chúa. Bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu trở lên ơn cứu độ cho chúng ta chính là vì người đã vâng phục thánh ý Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững những lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đứng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai phục tùng người. Đó là lời Chúa. Bây giờ chúng ta nghe bài thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan.
Trong bài thương khó này, Thánh Gioan trình bày cuộc tử nạn của Chúa Giêsu như một cuộc hải hoàn. Đức Giêsu chiến thắng sự chết và đi về với Chúa Cha. Người đã hoàn tất sứ mạng cứu độ của người nơi trần gian mà về cùng Thiên Chúa. Dù trong những nét mô tả chi tiết cuộc tử nạn của Đấng cứu thế, Thánh Gioan vẫn cho chúng ta thấy vương quyền nổi bật của Đấng chịu đóng đinh. Như khi chịu quân lính bắt Chúa Giêsu, người chỉ nói một câu: "Lạy ta đây." Tức thì bọn chúng đều ngã ngửa xuống đất. Hay khi bị đóng đinh chân tay vào thập giá như một tên tội phạm, trên đầu người vẫn có một bảng đề: "Đây là vua Do Thái." Mời công đoàn cùng lắng nghe bài thương khó. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ sang bên kia suối Kinh-rôn. Ở đó có một thửa vườn, người cùng với các môn đệ đi vào. Giu-đa kẻ nộp người cũng biết nơi này, vì người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy Giu-đa tới đó, dẫn một toàn quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu. Họ mang theo đèn đuông và khí giới. Đức Giêsu biên mọi việc sắm xảy đến cho mình, lên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth." Người nói: "Chính tôi đây." Giu-đa kẻ nộp người cùng đứng chung với họ. Khi người vừa nói: "Chính tôi đây," thì họ lại lùi và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth." Đức Giêsu nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy nếu các anh tìm mắt tôi, thì hãy để cho những người này đi." Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: "Những người Cha đã ban cho con không để mất một ai." Ông Simon Phêrô có săn mồn thanh gươm, bèn tuôn ra, nhầm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứng tay bên phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Man-khô. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào bao, chén mà Chúa Cha đã trao cho thầy, lẽ nào thầy chẳng uống?" Bây giờ toàn quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắn Đức Giêsu và trói người lại. Trước tiên họ điều Đức Giêsu đến ông Kha-lan là nhạc phụ ông Cai-pha. Ông Cai-pha làm thượng tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người trên thay cho dân thì hơn. Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tứ dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chỉ giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. Người tơ cai giữ cổng nói với ông Phêrô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?" Ông liền đáp: "Đâu phải. Vì trời lành, các đầy tớ và thuộc hạ đôn than và đứng sưởi ở đâu, ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ." Vì thượng tế cha hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giao huấn của người. Đức Giêsu trả lời: "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ, nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút.
sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì. Đức Giêsu vừa dứt lời thì một tên trong nhóm thuồng hạ đứng đó và vào mặt người mà nói: Anh trả lời vị thượng tế như thế ư? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? Ông Kha Lan cho dạy đến người đến thượng tế Cai Pha, người vẫn bị trói. Còn ông Simon Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông: Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao? Ông liền trôi: Đâu phải. Một trong các đầy tớ của vị thượng tế có họp với người bị ông Phêrô chém đứt tay, lên tiếng hỏi: Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa ông Phêrô lại trôi, và ngay lúc ấy gà liền gáy. Vậy người Do Thái điều Đức Giêsu từ nhà ông Cai Pha đến dinh tổng trấn. Lúc trời vừa sáng, nhưng họ không vào dinh kiểu bị nhiễm uế mà không ăn lễ vượt qua đường. Vì thế tổng trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi: Các người tố cáo ông này về tội gì? Họ đáp: Nếu ông này không làm điều ác thì chúng tôi đã chẳng đem lộp cho con. Ông Phi-la-tô bảo họ: Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người. Người Do Thái đáp: Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: Khi am chỉ người sẽ phải chết cách nào. Ông Phi-la-tô trở vào dinh, họ gọi Đức Giêsu và nói với người: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Phi-la-tô nói với người: Sự thật là gì? Nói thế rồi, ông lại ra ngầm người Do Thái và bảo họ: Phần ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ vượt qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Họ lại la lên rằng: Đừng tha nó, nhưng xin tha Baraba. Mà Baraba là một tên cướp. Bây giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn người. Bọn linh kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và khoang cho người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: Kính chào vua dân Do Thái. Rồi vả vào mặt người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do Thái: Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Vậy Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: Đây là người.
khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô bảo họ: các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá. Vì phần ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi có lề luật, và chiếu theo lề luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-xu: ông từ đâu mà đến? Nhưng Đức Giê-xu không trả lời. Ông Phi-la-tô mới nói với người: ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Đức Giê-xu đáp lại: Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài. Vì thế kẻ nộp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn. Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng dân Do Thái kêu lên rằng: nếu Ngài tha nó, Ngài không phải là bạn của Cê-sar. Ai xưng mình là vua thì chống lại Cê-sar. Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dân Đức Giê-xu ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa ở nơi gọi là Lên Đa, tiếng Hy-bri là Gabatha. Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua, khoảng 12 giờ trưa, ông Phi-la-tô nói với người Do Thái: đây là vua các người. Họ liền hô lớn: Đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô nói với họ: chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? Các thượng tế đáp: chúng tôi không có vua nào cả ngoài Cê-sar. Bây giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-xu cho họ đi đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điều Đức Giê-xu đi, chính người vang thấy thầm ra đi ra, đến nơi gọi là Cai Sò, tiếng Hy-bri là Khôn Khô Tha. Tại đó, họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-xu thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thầm giá, bảng đó có ghi: Giê-xu La-za-ren, vua dân Do Thái. Trong dân Do Thái có nhiều người đồng đường bảng đó, vì lời Đức Giê-xu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hy-bri, La-tinh và Hy-lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Phi-la-tô: xin Ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết: tên này đã nói, ta là vua dân Do Thái. Ông Phi-la-tô trả lời: ta viết sao, cứ để vậy. Đóng đinh Đức Giê-xu vào thầm ra xong, linh trang lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: đừng xé áo ra, nhưng bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cùng bắt thăm luôn. Đó là những điều linh trang đã làm. Đứng gần thầm ra Đức Giê-xu có thân mẫu người, chỉ của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cô-lơ-ban cùng với bà Maria Mang-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-xu nói với thân mẫu rằng: thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Sau đó, Đức Giê-xu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: Tôi khát. Ở đó có một bình đầy dâm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy dâm, buông vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhâm xong, Đức Giê-xu nói: Thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày âm lễ, người Do Thái không muốn để sang trên trên thầm ra trong ngày Sa-ban, mà ngày Sa-ban đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-na-tô cho đánh dầm ông chân các người bị đóng đinh và lấy sang xuống. Quân lính đến đánh dầm ông chân người thứ nhân và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dầm ông chân người, nhưng một người lính lấy dao đâm vào cạnh sườn người. Tưng thì máu cùng nương chảy ra. Người xem thấy việc đó đã làm chứng, và lời chứng của người ấy sáng thừng, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cùng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khung xương nào của người bị đánh dầm. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn nên đấng đã họ đã đâm thâu. Sau đó, ông Giô-sêm, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-na-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-xu xuống. Ông Giô-sêm này là một môn đệ theo Đức Giê-xu, nhưng canh kín đau vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy ông Giô-sêm đến hạ thi hài người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông mang theo chừng 400 cân mộng dường trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-xu lấy băng vải tầm thuông thơm mà quân, theo tục lệ chôn cân của người Do Thái. Nơi Đức Giê-xu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày am lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-xu ở đó. Đó là lời Chúa. Này Chúa Kitô, Ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong bài đọc một hôm nay, chúng ta được nghe bài trích sách ngôn sứ Isaiah nói về người tôi tớ Thiên Chúa. Người tôi tớ Thiên Chúa đây nói về Đức Giê-xu. Ngài đã bị người ta đánh đập, bị người ta loại bỏ, bị người ta sỉ nhục, nhưng Ngài chết vì yêu thương chúng ta, đền tội lỗi cho nhân loại, đền tội lỗi cho mỗi người chúng ta. Trong
trong bài đọc 2 nói cho chúng ta thấy Đức Giêsu Ngài là Thượng Tế đời đời. Ngài đã dâng của lễ trên thập giá để cứu độ nhân loại. Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã yêu thương nhân loại đến cùng. Từ cạnh sườn của người, máu và nước chảy ra, ban nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Rồi hôm nay chúng ta được nghe bài thương khó của Chúa Giêsu theo Tin Mừng của Thánh Gioan. Thánh Gioan cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài hoàn toàn chủ động bước vào cuộc thương khó. Ngài chủ động bởi vì Ngài đã biết trước mọi sự sẽ xảy ra và Ngài loan báo về các sự kiện đó để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Khi chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Phi-la-tô đã cho để ở trên đầu một cái bảng ghi rằng Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Khi mà Đức Giêsu Ngài chủ động bước vào cuộc thương khó, Ngài đã hỏi những người lính tráng: các anh đi tìm ai? Và họ nói rằng tìm Giêsu Nazareth. Ngài không chạy trốn, Ngài hoàn toàn chủ động, Ngài nói chính là tôi đây. Rồi lần thứ hai Ngài cũng trả lời một cách dứt khoát: chính là tôi đây. Như vậy Ngài rất là chủ động để đi vào cuộc thương khó. Rồi Ngài là đấng quyền năng, khi Ngài nói lính chứng, lính tráng đã là ngã đổ. Ngài là đấng quyền năng yêu thương nên Ngài đã chữa lành cho anh lính bị chém đứt tai bên phải. Phêrô đã vung gươm chém đứt tai bên phải của tên lính và Ngài đã chữa. Ngài bảo Phêrô rằng xỏ gươm vào bao. Ngài chủ động chịu cuộc thương khó, không chạy trốn. Vậy mỗi người chúng ta, khi chúng ta sám hối, nhìn nhận con người tội lỗi của mình và tin vào Thiên Chúa với lòng sám hối ăn năn, chúng ta cũng được ơn cứu độ của Chúa. Vì vậy chúng ta suy tôn thánh giá Chúa Kitô để chúng ta được ơn cứu độ. Xin Chúa thêm đức tin, lòng mến cho mỗi người chúng ta để hàng ngày chúng ta yêu mến thập giá của mình, đi theo con đường thập giá mà Chúa Kitô đã đi và mời gọi chúng ta đi, để chúng ta qua thập giá chúng ta đạt tới vinh quang. Amen. Trong thời khắc trang nghiêm và xuất mến này, giáo hội dâng lên Chúa mọi nhu cầu của cộng đồng nhân loại, và nhờ công nghiệp của đấng cứu thế, giáo hội cầu cho mọi thành phần của cộng đồng nhân loại, đặc biệt những anh chị em đang đau khổ, anh chị em Do Thái giáo và cả những người chưa nhận biết Đức Kitô hoặc chưa nhận biết Thiên Chúa. Đây đích thực là lời cầu nguyện chung. Mời cộng đoàn đứng lên nghe lời cha chủ tế hiệu triệu. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp,
hầu tôn vinh người là cha toàn năng. Này Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa to hiển nơi Đức Kitô là đấng yêu thương gầy dựng hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn để hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh. Này Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyên chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắc son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng, xin cho họ một ngày kia được gặp thấy người. Này Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa. Thiên con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian dù sông dừa muôn vàn ngạch canh vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa, và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy nhất có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay phần nghi thức tôn thờ thánh giá chỉ có cha xứ hôn thánh giá và cộng đoàn chúng ta quỳ suy tôn thánh giá. Phần thứ hai, thờ lời thánh giá, kính mời cộng đoàn ngồi. Xưa dân Do Thái đi trong hoang địa, nhiều người trong dân kêu trách Môi-se vì đã bị rắn độc cắn. Môi-se kêu cầu Thiên Chúa, Thiên Chúa truyền đúc con rắn đồng treo lên để người bị rắn cắn nhìn lên sẽ được cứu sống. Chúa Giê-xu chịu treo trên thập giá để những ai hối hận nhìn lên người sẽ được cứu độ. Từ ngày Chúa chịu treo trên thập giá, thập giá đã trở thành thánh giá sinh ơn cứu độ. Vì thế khi tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa, Giáo hội mời gọi chúng ta thờ lạy thánh giá Chúa Giê-xu, vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Khi thờ lạy và hôn kính thánh giá, chúng ta không thờ lạy một cây thánh giá bằng gỗ, nhưng có ý thờ lạy chính đấng treo trên thánh giá để cứu chuộc chúng ta. Vì thế khi thờ lạy thánh giá, chúng ta không chỉ cảm nghiệm thương khó khổ nhục của Chúa, mà còn phải ca tụng cảm mến vì ơn cứu độ được ban cho chúng ta qua thánh giá. Cũng vì thế, khi nêu cao thánh giá cho chúng ta thờ lạy, Giáo hội hát lên: đây là gỗ thánh giá, nơi treo đấng cứu chuộc trần gian. Câu đó không có tính than khóc rên rỉ, nhưng ngược lại biểu lộ niềm tin tưởng và lòng cảm mến bao la.
Mời cộng đoàn đứng. Đoàn lễ nghi kiệu thánh giá ra trước bàn thờ. Cha chủ tế đứng trước bàn thờ, quay về trước cộng đoàn, đón lấy thánh giá, giơ lên mà mời gọi: đây là gỗ thánh giá, nơi treo đứng cứu chuộc trần gian. Sau mỗi lời mời gọi, chúng ta bái gối quỳ thánh giá, và cùng với ca đoàn sốt sáng đáp lại: chúng ta hãy đến thờ lạy. Xong lại đứng lên, cả ba lần đều như thế. Lần thứ nhất, cha chủ tế mở khăn che đầu thánh giá, giơ cao và kêu mời. Đây là gỗ thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy. Lần thứ hai, cha chủ tế bước lên cao hơn, mở khăn che tay phải thánh giá và mời gọi lên một cung cao hơn, tha thiết hơn. Đây là gỗ thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Lần thứ ba, cha chủ tế mở hết khăn che thánh giá, giơ cao hơn và tha thiết mời gọi. Đây là gỗ thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Phần thứ ba, rước lễ. Hôm nay, việc rước lễ tách rời khỏi thánh lễ, điều này cho ta thấy rõ hơn hai phương diện của ngày thứ sáu tuần thánh: phương diện tăng sầu tử nạn và phương diện phục sinh vinh hiển. Thánh lễ là một bữa tiệc hân hoan, giáo hội bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ đã phải đi khăn bàn của Đức Kitô phải ăn chay trong ngày vì năng quân chí thánh của mình bị cất đi khỏi. Vì thế không có thánh lễ. Mặt khác, Chúa Giêsu vẫn còn ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể. Vì thế sự tưởng niệm người chịu chết cũng không cản chúng ta tưởng nhớ và kết hợp với người là sự sống và là sự sống lại. Vì thánh thể là bánh hằng sống. Sự rước lễ hôm nay liên kết với sự kính thờ thánh giá còn cho chúng ta một ý nghĩa hơn nữa. Hiệp lễ không phải chỉ chịu lấy Chúa vào lòng,
nhưng đồng thời cũng là tham dự vào hiến tế hy sinh của Người. Lúc này hơn bao giờ hết, bí tích thánh thể xuất hiện trước chúng ta như một nhiệm tích tử làn. Vì thế, nghi thức kiểu thánh thể và bàn thờ diễn ra trong nghiêm tịnh. Mời công đoàn đứng. Cha chủ tế cùng hai lễ sinh cầm nến sáng tới bàn thánh thể bái kính, rồi kiểu thánh thể và đặt trên bàn thờ. Cha chủ tế khai mạc phần rước lễ bằng kinh lạy Cha. Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thầy thương Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi. Này Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Đấy chiên Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất vui. Hình hài ôi đẫm máu, hy sinh chuộc tội, chịu ngàn nỗi thương đau. Yêu thương loài người, để rồi thân giá rời. Ai hay tình ai, đã chịu chết đơn đau. Con mỏi mòn chẳng còn đâu hơi sức, cho con nghị lực để chịu những đau thương. Xin tha tôi đây vì người bao lỗi lầm, xin vâng lời Ngài trọn đời hứa hôm nào. Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm con một Chúa đã chịu chết vì chúng con, xin tin tưởng sẽ được phục sinh với người. Xin Chúa thương giang phúc dồi dào mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây chuẩn bị cộng đoàn chúng ta rước kiệu Chúa Vác Thánh Giá, kiệu Mẹ Gặp Con. Vì điều kiện thời tiết có mưa nhẹ cho nên xin quý hầu đoàn chúng ta tranh thủ, và trong cuộc rước chúng ta cũng nên đi rảo chân. Khi các kiệu năm nay vì thời tiết mưa cho nên kiều chúng ta vào trong nhà thờ khu vực cuối sàn hát để chúng ta suy niệm đoạn Mẹ Gặp Con. Kiều Chúa Vác Thánh Giá khởi kiều từ trung tâm mục vụ hướng theo đường kiều phía nam về sân khấu trong đền thánh. Kiều Đức Mẹ khởi kiều từ sân thành Lộ Đức hướng theo đường kiều vòng bờ hồ về sân khấu trong đền thánh và suy niệm đoạn Mẹ Gặp Con. Thứ tự kiều Chúa Vác Thánh Giá: 1. Cờ Hồ Thánh. 2. Lớp Ơn Gạo. 3. Thiếu Nhi Nam và Giáo Lý Viên. Về dòng cho người vác giá nặng nằm, về dòng vui sương như niềm cây giỏ chín thước. Thế cây ngang bốn thước bánh, thế nhiều người dỗ bó thật giá thì có, nhưng mà chẳng thấy một ai
nguyện mỗi sau. Vậy Đức Chúa Giêsu bởi chảy hết máu trang mài cổ ông đã hết thiệt mình ra. Thế có kẻ nấy rồi mà vác, thế dột người đi cho chồng.
có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang lên thầm xa. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước chân hiên ngang thầm xa đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian năm phòng mơ, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la, Chúa cho con niềm tin và hy vọng. Xin muôn đời thầm xa dẫn con đi, xin muôn đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thầm giá vác trên vai, xin muôn đời đường sống trong tình ngài.